Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, tin tức mạng lưới thời tiết Trung Quốc hôm qua cho biết một trận lốc xoáy đã ập vào Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh khiến 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương. Vậy nó mạnh đến mức nào? Cơn lốc xoáy vẫn chưa được xếp hạng và nó cần phải chờ báo cáo điều tra có thẩm quyền đưa ra xếp hạng. Hiện tại, Trung Quốc thường sử dụng mức EF được quốc tế chấp nhận để xác định mức độ lốc xoáy. Điều này được hiểu rằng cấp EF thuộc về sổ tay kỹ thuật chuyên nghiệp được sử dụng trong phân loại lốc xoáy của Hoa Kỳ và không phải là tiêu chuẩn chính thức của ngành hoặc quốc gia. Theo Cục Chính sách và Quy định của Cục Khí tượng Trung Quốc, tiêu chuẩn công nghiệp chính thức được xây dựng theo đặc điểm của thảm họa lốc xoáy ở Trung Quốc được thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2019. Theo Cục Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, vào chiều qua, thời tiết đối lưu mạnh như lốc xoáy, mưa đá và lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã xảy ra ở khu vực Tieleng của Liêu Ninh. Radar thời tiết cho thấy tiếng vọng mạnh đã đi vào thị trấn Jingguji ở phía tây bắc thành phố Khai Nguyên từ quận Changtu, Tieleng và di chuyển về phía đông nam đến vùng lân cận của thành phố Khai Nguyên. Đài quan sát khí tượng quốc gia ở thành phố Khai Nguyên đã quan sát thấy một trận lốc xoáy ở thành phố Khai Nguyên từ 17 giờ 25 và tốc độ gió tức thời tối đa là 23 m trên giây cấp 9. Theo Tân Hoa Xã, trận lốc xoáy đã khiến 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương. Vậy nó mạnh đến mức nào? Các cơn lốc xoáy nhỏ và thường không thể quan sát trực tiếp bởi các trạm thời tiết nên việc theo dõi và dự báo gặp nhiều khó khăn. Cường độ của cơn lốc xoáy này vẫn cần được đánh giá bởi các báo cáo khảo sát có thẩm quyền. Tại sao lốc xoáy lại đáng sợ như vậy? Một khi cơn lốc xoáy xuống đất, khu vực bị ảnh hưởng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tiếng hú và gió giật mạnh khi cơn lốc xoáy tiến về phía trước giống như âm thanh của một đội máy bay phản lực bay qua. Cơn lốc xoáy hình phễu này có thể dễ dàng bật gốc cây cối và phá hủy toàn bộ các tòa nhà. Lốc xoáy là những cơn gió xoáy xung quanh tâm chấn không một phần. Sức công phá của nó là kết quả của sự kết hợp giữa gió lớn và áp suất thấp. Các cơn lốc xoáy trên đất liền trung bình 322 km/h, đôi khi cao tới 800 km/h. Theo báo cáo, đống rơm bị gió thổi mạnh như vậy đâm xuyên qua các tấm ván và thân cây. Thậm chí một cơn lốc xoáy trên đất liền đã thổi bay tấm ván và đập vỡ một tấm sắt dày hơn 1 cm. Áp suất thấp của lốc xoáy có thể khiến các tòa nhà nổ tung. Khi cơn lốc đi qua, áp suất không khí đột ngột giảm mạnh, khiến không khí trong tòa nhà giãn nở nhanh đến mức chỉ còn 4 bức tường đổ sập. Chân không cục bộ và luồng gió mạnh ở trung tâm cơn lốc xoáy có thể tạo ra nhiều cảnh tượng kỳ lạ, chẳng hạn như cuốn một toa tàu từ đường ray và thả nó xuống mặt đất gần đó. Trong một cơn lốc xoáy khác, một chai kim chi được cho là đã bị nổ tung đến 40 km và sau đó rơi xuống an toàn không bị vỡ. Lốc xoáy từ lâu đã là một bí ẩn và vì lý do này mà cần phải hiểu rõ về chúng. Cơn lốc xoáy tấn công đột ngột và dữ dội, tạo ra sức gió mạnh nhất trên mặt đất. Vì sự xuất hiện và phân tán đột ngột của nó, rất khó để quan sát một cách hiệu quả. Hoa Kỳ hứng chịu đợt bùng phát lốc xoáy hiếm gặp trên quy mô lớn và tương lai không mấy lạc quan. Tuần này, quận Lee, Alabama đã hứng chịu hai cơn lốc xoáy tử thần chỉ trong 10 phút liên tiếp. Hơn nữa, đây chỉ là hai trong số hơn 30 cơn lốc xoáy quét qua miền Đông Nam Hoa Kỳ trong cùng một ngày. Điều đó làm các nhà khoa học lo ngại về một cơn lốc xoáy tồi tệ hơn ở Mỹ. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cơn lốc xoáy tấn công Lee County là cơn lốc xoáy EF âm 4, sức công phá mạnh thứ hai sau EF âm 5. Với sức gió 270 km/h, siêu lốc xoáy đã xé tỏa các ngôi nhà địa phương và thậm chí nền móng của họ đã bị bật gốc, khiến hàng chục người bị thương và ít nhất 23 người chết chỉ riêng ở Lee County, Alabama. Theo New York Times, cơn bão quái vật có đường kính ít nhất 39 km và khoảng cách đẩy trung bình của cơn lốc xoáy là 6 km. Theo Cục Thời tiết Hoa Kỳ, có dấu hiệu siêu lốc xoáy đang hoành hành ở Alabama, Florida, Georgia và Nam California trong những ngày gần đây và tất cả các cơn lốc xoáy đều tập trung trong vòng vài giờ cùng ngày. Lốc xoáy rất hiếm xảy ra trong những năm gần đây,
Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo, đợt bùng phát lốc xoáy quy mô lớn cuối cùng nghiêm trọng hơn đợt này xảy ra vào năm 2011, gây thiệt hại kinh tế 11 tỷ đô la Mỹ và hơn 350 người thiệt mạng. Điều này khiến các nhà khí tượng học rùng mình. Mặc dù hiện tại chưa có thống kê chính xác về số lượng các hoạt động của lốc xoáy ở Mỹ, nhưng con số thương vong do lốc xoáy gây ra chỉ trong một ngày đã gấp đôi con số trong cả năm ngoái, trở thành cơn lốc chết chóc thực sự. Quan trọng hơn, cơn lốc xoáy tử thần tiếp theo cũng xác nhận điều mà các nhà khoa học đang lo lắng. Hoa Kỳ đang phải đối mặt với thách thức cơn lốc xoáy tồi tệ hơn. Hàng chục trận lốc xoáy như thế này xảy ra hàng năm trên lục địa Bắc Mỹ và số lượng dường như đang tăng lên hàng năm. Một nghiên cứu cho thấy kể từ năm 1954, số lượng trận lốc xoáy quy mô lớn đã tăng từ 10 lên 15. Từ năm 1972 đến năm 2010, các đợt bùng phát lốc xoáy quy mô lớn chiếm 79% số người chết vì lốc xoáy. Phải thừa nhận rằng khả năng bùng phát thời tiết khắc nghiệt như vậy vẫn có thể tăng lên. Nhà nghiên cứu về lốc xoáy Michael Tippett cho biết phần lớn thiệt hại do lốc xoáy gây ra là do lốc xoáy lớn. Và nếu số lượng lốc xoáy trung bình trong mỗi đợt bùng phát lớn tăng lên thì thiệt hại cũng sẽ tăng lên đáng kể. Michael Tippett và nhóm nghiên cứu của ông đã theo dõi những nơi có thể xuất hiện những cơn lốc xoáy lớn. Dữ liệu của ông cho thấy rằng những nơi đã bị lốc xoáy, đặc biệt là Alabama, Louisiana và Mississippi, có thể có hoạt động lốc xoáy dữ dội hơn. Tippett cho biết xu hướng lốc xoáy hôm vừa qua tương tự như những gì họ đã quan sát thấy về hoạt động lốc xoáy trong những năm gần đây. Quận Lee, Alabama là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lốc xoáy mới nhất. Hai cơn lốc xoáy khổng lồ xảy ra sau chưa đầy 10 phút. Và tất cả những cái chết được báo cáo đều đến từ Lee County. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến lốc xoáy thường xuyên bùng phát và ảnh hưởng của El Nino đã bắt đầu gia tăng kể từ tháng 3 và sự xáo trộn khí hậu đối với Bắc Mỹ cũng có thể là một trong những yếu tố gây ra sự kiện này. Ngày nay, tác động thảm khốc của sự nóng lên toàn cầu đã trở thành một sự đồng thuận, nhưng liệu sự bùng phát lốc xoáy trên quy mô lớn ở Bắc Mỹ có phải là kết quả của biến đổi khí hậu hay không vẫn còn phải được nghiên cứu và thảo luận. Tại sao Mỹ được gọi là xứ sở của những cơn lốc xoáy? Hơn 1.000 cơn lốc xoáy xảy ra mỗi năm, Hoa Kỳ được mệnh danh là xứ sở của những cơn lốc xoáy do những cơn lốc xoáy thường xuyên xảy ra. Theo ghi chép, trung bình có 1.253 trận lốc xoáy mỗi năm ở Hoa Kỳ. Năm 1996, bộ phim thảm họa Tornado của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Jane DeBon được công chiếu. Bộ phim đã gây sốc cho khán giả bởi những cảnh đóng thế lớn và hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất Hoa Kỳ năm đó. Lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được tạo ra bởi sự chuyển động đối lưu mạnh của không khí trong thời tiết cực kỳ không ổn định và có sức tàn phá lớn. Lốc xoáy đi đến đâu, xe cộ bị lật và cuốn trôi, cây cối bật gốc, nhà cao tầng dễ bị tàn phá, thậm chí có thể cuốn cả nồi hơi nặng hơn 20 tấn lăn xa hơn 500 mét. Lốc xoáy xảy ra vào mùa xuân và mùa hè và phổ biến ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Trong đó, Hoa Kỳ được mệnh danh là quê hương của lốc xoáy do thường xuyên xảy ra lốc xoáy. Theo ghi chép, từ năm 1991 đến nay, trung bình có 1.253 trận lốc xoáy mỗi năm ở Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm 1995, 408 cơn lốc xoáy đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong một tháng, trung bình hơn 13 cơn lốc xoáy mỗi ngày. Tornado Country thực sự sống đúng với tên gọi của nó. Tại Hoa Kỳ, Texas là tiểu bang có lốc xoáy hoạt động mạnh nhất Hoa Kỳ. Năm 1925, nước Mỹ trải qua trận lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm đó đang là mùa xuân, một dạng lốc xoáy cực kỳ hiếm gặp. Lốc xoáy lửa đã xuất hiện ở Hoa Kỳ. Cơn lốc lửa có tốc độ lên tới 96,6 km/h, nhanh hơn cả tốc độ chạy của ô tô. Nó trải dài qua 3 bang ở Đông Nam Missouri, Nam Illinois và Bắc Indiana. Với chiều dài hành trình tổng thể là 354 km, để lại một vệt rộng bằng phẳng và gây sốc được gọi là ba bang trải dài trên ba bang Fried Tornado. Cơn lốc xoáy đã hoành hành tổng cộng 3 giờ và cho đến nay là cơn lốc xoáy có sức tàn phá, nguy hiểm và dữ dội nhất được ghi nhận tại Hoa Kỳ, đạt mức Fujita EF5 cao nhất về cường độ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở Hoa Kỳ. Theo thống kê, tổng cộng 689 người thiệt mạng, 1.908 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ.
Vậy khoa học công nghệ hiện đại có thể dự đoán được sự hình thành quỹ đạo của lốc xoáy và đưa ra cảnh báo sớm hay không? Trên thực tế, các dự báo thời tiết hoạt động hiện đại có thể đưa ra cảnh báo sớm về lốc xoáy thông qua các trạm mặt đất tần số cao và các quan sát viễn thám. Tuy nhiên, loại lỗi cảnh báo sớm này lớn và phải sử dụng thủ công quan sát lốc xoáy để đạt được kết quả tốt nhất. Sử dụng phương pháp quan sát thủ công các cơn lốc xoáy được gọi là phát hiện bão. Trong bộ phim thảm họa của Mỹ Tornado, anh hùng Bill Harting và nữ chính Joe Harting là những nhà khí tượng học chuyên nghiên cứu về lốc xoáy. Một trong những công việc của họ là thực hiện theo dõi bão. Khi lốc xoáy đến, tất cả mọi người đều chạy trốn và chỉ có họ theo đuổi cơn lốc xoáy trong tư thế ngược dòng và thả Dorothy để thu thập dữ liệu về tâm bão thông qua hàng nghìn máy dò nhỏ. Mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21 nhưng nghiên cứu của các nhà khoa học về lốc xoáy còn lâu mới quen thuộc. Một số hành vi kỳ lạ của cơn lốc xoáy thực sự khó nhìn thấy. Ví dụ, cơn lốc xoáy có thể dễ dàng phá hủy nhà cửa và san bằng các thành phố và làng mạc xuống đất. Nhưng khi nó quét sạch từ nơi này sang nơi khác, nó miễn cưỡng làm tan vỡ dù chỉ một chiếc bát trong đó. Lốc xoáy có lúc cuốn người trên mặt đất lên cao hàng chục mét nhưng lại khiến người đó rơi xuống đất bình yên vô sự. Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng chiều nhưng không có nhiều nơi xảy ra lốc xoáy. Ở các khu vực ven biển như Quảng Đông và Giang Tô thỉnh thoảng xảy ra một cơn lốc xoáy. Vì vậy, chúng ta phải làm gì nếu chúng ta gặp phải một cơn lốc xoáy? Nếu gặp lốc xoáy ở nhà, bạn nên tránh cửa sổ, cửa ra vào và tường ngoài của ngôi nhà cùng hướng với lốc xoáy. Cố gắng nấp vào một góc đối diện với lốc xoáy và ngồi xổm xuống để đề phòng đầu bị vật nặng va đập. Nếu gặp lốc xoáy ngoài tự nhiên, bạn nên chạy theo hướng vuông góc với hướng di chuyển của lốc xoáy và nấp vào những vùng trụ thấp. Đừng bao giờ trốn trong xe hơi. Do lốc xoáy rất mạnh có thể dễ dàng cuốn phăng ô tô nên việc trốn trong xe càng nguy hiểm hơn. Và thông tin trên đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!